didn't even get to cross. Ok anh em, chào mừng những anh em đã quay trở lại. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục cái bảng game Arkham Mobile. Hôm nay thì hôm nay đang là tập 3 rồi. Cái tập này khả năng cao là chỉ đi lên thời đồ sắt. Thì trong tập này là hiện tại mình đang level 28 và mình vừa mới chớ được một cái lò đá ở level 20. Cái lò đá nó sẽ là cái đầu tiên mở khóa cho anh em lên level, lên cái thời kỳ đồ sắt, hay còn gọi cho sang nó là cái đồ metal. Thì cái lò sắt, cái lò nung sắt ở level 20 thì muốn lên thời đồ sắt thì anh em nào mới chơi thì nên biết, còn biết rồi thì tùy anh em thôi. Quay chỗ này có con mod shop. Thì tập này mình nghĩ là sẽ lên thời đồ sắt, còn tập sau là mình sẽ đi tem me thú. Nói chung là 3 tập cái cuốc, thì đến tập thứ 4 là tập sau thì sẽ đi tem me. Hoặc là khả năng cao tập này mình đi tem me con nào đó, ví dụ như là con cá heo. Lần trước có nói là tem me cá heo, nhưng mà tem me nhiều rồi, có khi là mình tem me con khác như là con chi kê. Thật ra thì đa số những cái channel khác người ta tem me cái con chi kê, nhưng mà mình hay tem me cái con cá heo cơ. Bởi vì là khi mà mình bắt được cái con mod shop này thì mình cũng không có cần chi kê đâu. Nhưng mà mình nghĩ là vẫn cần con chi kê để mà đi sang bên khu rừng đỏ, đi làm cái nhiệm vụ đi kêu 3 con gà khủng bố lấy cái thanh kiếm. Thì sớm muộn thì cũng phải tem. Video sau thì mình sẽ đi tem me cái con bọ cạp đi. Mình nghĩ là cái ý kiến này nó hay á. Video sau thì thống nhất mình sẽ đi tem me con bọ cạp. Ok, mình chớ được cái bàn sở máy thi. Cái bàn này thì là cái bàn chớ tạm, nó cũng ở level 20 luôn. Level 20 nó sẽ là cái cột mốc. Cột mốc để mà mở ra những cái món thời kỳ đồ sắt. Đầu tiên nó sẽ là cái bộ dụng cụ, cái cuốc, đó là cái rìu metal và cái cúp metal. Được rồi. Mọi thứ nó sẽ ở level 20. Đó, mặc bộ quần áo vào cho nó đẹp đẹp gái. Được rồi. Cái này thì hay quá, còn metal. Chớ luôn cái cúp sắt. Rồi, trong cái video ngày hôm nay thì mình lên thời đồ sắt rồi. Chắc có lẽ là tí nữa sẽ đi tìm một con chi ke rồi đi tem me. Bây giờ mình chớ gọi là đồ sắt vậy thôi, chứ tí nữa là mình sẽ lấy đồ tím ra nhé. Lấy đồ tím ra chơi cho nó nhanh. Còn mấy cái tập đầu này thì anh em có coi đâu. Được rồi, con mod shop này thì sao ấy nhở? Có con cá sấu gần đây. Ui, vãi trưởng ạ. Không để ý, không nhảy lên được, vãi. Con này nó level cao nên là cũng hơi khó kill á. Con này level 70. Không được nhở. Con cá sấu này nếu như mà anh em nào mà trình độ bay nhảy cao, hoàn toàn là có thể đi luồn luồn sau cái đuôi của nó rồi chém nó. Nhưng mà mình hơi kém. Xem nào chứ. Thì video ngày hôm nay thì lên thời đồ sắt rồi, tí nữa mình nâng luôn cái nhà thách, cái nhà rơm lên thành cái nhà gỗ đi. Lên nhà gỗ cho nó cứng cáp. Gặp mấy con cá sấu này thì nó cũng phá được, nhưng mà nó sẽ mất khá nhiều thời gian. Đây có cụ rùa này. Cụ rùa level 20 sẽ solo với lại cá sấu level 70. Cái kèo này mình nghĩ là cái con cá sấu nó sẽ thua đấy. Bởi vì là con rùa nó đang có đồng minh đớn rồi. Cũng như là mình cũng đang chém nó mà. Con này 600 máu này, 500 này. Ok, hai cụ rùa đang tẩn chất mẹ con cá sấu và cá sấu cô sao của chúng ta. Còn rất là ít máu. Rất là ít máu. 400 máu. Cái này anh em căn nha, KS. Mà công nhận là cái con cá sấu này bơi dưới nước nó nhanh, nhanh thật sự. Rồi. Ây da, Petalodon bay như kiểu là nó không biết là đang có một cái pha combat rất là nhanh thôi, nhưng mà con rùa này đánh lâu quá khi là mình bam cho nhanh. Rồi, xong. May vừa mới kịp lúc là mình có cái rìu sắt. Cái rìu sắt này thì nó sẽ dùng để farm metal nha. Farm metal với lại những cái kim loại cứng như là crystal hoặc là oil. Thì anh em sẽ lấy cái cúp sắt.
Thế là mình tem xong luôn cái con Morchop level 59 thì con này mình sẽ thả nó ra đây cho nó farm. Con này nó tự động farm nha. Nếu như mà anh em nào mà không biết cách cho con này nó tự farm thì anh em bảo mình một tiếng thì mình sẽ chỉ cho. Cái này dễ mà, cái này hướng dẫn cũng khá nhiều rồi. Nhưng mà cũng phải có mấy anh em mới chơi chứ. Đa số là mấy anh em sẽ không coi lại những cái video cũ. Rồi. Đây nha. Sau một hồi mà farm quốc rất là nhiều thì bây giờ đã có gọi là cái tường này, cái nền này. Nhưng mà chưa có cái mái. Thì nói chung là lên được cái nào thì lên. Thì hôm nay là lên thời nhà. Cái nhà này từ nhà rơm lên thành nhà gỗ. Nếu như mà anh em muốn nâng cấp nhà thì chỉ cần đó là đặt nó vào thôi thì nó sẽ tự động thay thế nha. Ngon. Bây giờ lên nhà gỗ rồi thì không có lo mấy con cá sấu. Ok. Rồi. Tình hình là lên nhà xong thì bây giờ mình làm nốt video trước là sau khi mà làm xong cái nhiệm vụ yêu cầu là đi kêu ba con Zilop phò là cái cung thì mình được một cái cung phò. Cung phò thì ok, chỗ này có Piranha này. Thì sau khi mà làm xong cái nhiệm vụ đấy và mình đang thấy một con cá đang phơ cỏ. Cái này là chơi đồ đấy anh em ạ. Dấu hiệu của sự chơi đồ. Uầy. Thì hôm trước là mình làm xong cái nhiệm vụ Zilop phò và mình nhận được một cái cung phò. Thì sau đó là mình nhận luôn cái nhiệm vụ đi kêu Piranha nha. Thì nhiệm vụ này mình chưa có làm xong. Nó yêu cầu anh em là phải đi đến những cái con suối đi kêu 5 con cá Piranha nha. Và cái phần thưởng nó sẽ là nhận được một bình X10 tem minh. Bình X10 tem minh nó là một cái loại item nha. Nó sẽ giúp tăng cái tiến trình. Nó tăng cái một lần ăn của con thú lên gấp 10 lần. Tem me rất là nhanh. Cái này thì anh em có thể kiếm ở trong hang bằng cái việc đó là lấy anti-fact trong hang rồi đi đến trụ. Đổi thì nó sẽ ra X10. Còn mấy cái hang nào nhỉ? Mình nói luôn. Bao gồm hang độc này. Hang băng ở bên bờ biển, đúng rồi. Cái hang băng 19. Hang băng chấm 19. Hang Hunter và hang Lava. Được rồi, mình kêu nốt cái con này là xong nhiệm vụ. Hai con à? Nhiều khi tìm hoài không thấy mà nhiều khi bị đuổi như chó luôn ạ. Đến lúc mình làm nhiệm vụ thì mình thấy là lần này mình làm cái nhiệm vụ đi kêu Piranha khá là nhanh á. Chỗ này khá là lắm cá. Xong luôn ạ. Cá Piranha. Rồi. Ngon lành cành đào lên luôn level 7. Con này tưởng nó đi rồi nhưng mà nó chưa đi ạ. Bố láo với chúng tôi. Đánh cho sắp mặt. Thế là xong nhá, lên luôn level 29. Ngon. Level 29 thì mình học luôn cái yên con cá heo. Cá heo với cái mình thớt hết cái điểm end ram rồi. Chỗ này có 20 cái narcotic. Có khi nào là mình chớ tơn mơ rồi mình đi tem me con chi ke luôn. 20 cái chắc là đủ ấy. Ok, mình chớ luôn cái tủ bảo quản nha. Cái tủ này nó giống như là tủ lạnh nhưng mà nó sẽ nó khá yếu. Nó không thể nằm so với cái tủ lạnh. Tủ lạnh thì phải tầm level 40 sao á. Level 40 hay là level 60. Game này thì khá là nhiều thứ cần phải làm. Con game này mình thấy là bên bản mobile đúng theo cái kiểu đó là cái cuốc, còn bên PC thì nó như kiểu là nó vào game rồi nó đi đồ sát khủng long á. Còn bên mobile thì nó hút máu rồi nó cày cái cuốc khá là kinh. Thôi. Đó, thì thống nhất với anh em là video sau đi tem me con bọ cạp. Nói rõ luôn là những cái con thú mà anh em tem me ở trong hang,
tem me ở trong hang thì nó sẽ có cái khả năng đó là tàng hình. Thì đa số là anh em sẽ đi tem me nhận, nhưng mà level 40 cơ. Thì hôm sau, video sau mình đi tem me con bọ cạp. Mình chưa bao giờ mình tem me bọ cạp cả. Mình đang nói là tem me trong hang. Nó giống như là một cái video test thử xem là con bọ cạp nó có đi hang ngon hơn con nhện hay không. Nhưng mà mình nghĩ là con nhện chắc là nó ngon nhất, nên là nhiều anh em đi tem me con nhện. Và cũng như là nhiều anh em thì sau khi mà giàu có rồi thì sẽ đi tem me con sói. Đi hang thì nó sẽ không có tàng hình, nhưng mà đa số là anh em sẽ đồ sát cả hang luôn ạ. Chơi cái trò bẩn tưởi. Anh em nào mà chưa biết cách mà tem sói, mặc dù là đã chơi rất là lâu rồi thì được rồi. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái armband nha. Cái armband này thì anh em vào trong mô tả của video thì nó sẽ có một cái đường link hướng dẫn anh em bung armband. Cái armband này thì có thể mua đồ ở trong shop rất là nhiều. Mình nghĩ là mình sẽ lấy một cây nỏ 300 đam, kèm theo đó là một cái cúp sắt, cúp metal 120 đam. Và cuối cùng là một cái dìu sắt, cái dìu metal 150 đam. Đó. Cái này thì anh em cứ đặt ra rồi anh em pick up lại, nó sẽ ra ngẫu nhiên. Mỗi khi mà làm như vậy thì chỉ số nó sẽ ra ngẫu nhiên, nếu như may mắn thì nó sẽ ra chỉ số cao. Và đây chỉ là đồ tím thôi, còn đồ tím hình như là đồ cao thứ hai trong game á. Còn đồ màu xanh lam là đồ cao nhất. Ok, bây giờ thì mình nghĩ là mình lấy cái nỏ này mình đi tem me cái con chike đi. Bởi vì là cái cung gỗ mình lấy từ cái nhiệm vụ Zlop Phò, đúng rồi, thì nó khá là yếu, nó là cung phò mà. Cung phò đấy thì nó chỉ có 60 mấy đam cơ, mình khá là đen. Nếu anh em nào may mắn thì nó sẽ ra 400 đam nha, rất là mạnh. Thì mình chỉ luôn cho anh em cái cách mà anh em tem me thú siêu nhanh nhá. Anh em chơi ở thì anh em chỉ cần là đi ngủ. Đi ngủ thì những cái chỉ số thức ăn của con thú nó cũng sẽ bị giảm theo. Mình đang nói là cái con thú bên ngoài tự nhiên nha, nên là anh em ngủ dậy xong là bắn nó luôn, bắn cho nó xỉu nha. Thì anh em tem me nó rất là nhanh bởi vì là nó đang bị đói. Mình sẽ tem me cho anh em coi con chike. Chỗ này có một cái vách đá nha, hôm tập 1 là mình leo lên đỉnh luôn á. Tem me con chike anh em cẩn thận. Anh em chịu khó đừng có bắn vào cái đầu nó nha. Con này nó giảm đam ở phần đầu nên là tem me rất là lâu. Bắn vào phần đuôi thì nó sẽ nhanh xỉu hơn á. Đó, anh em đừng có dại nha. Uầy, xỉu luôn. Con này level 230 và tem me xong nó lên chắc cũng level 300 đấy. Đó, anh em thấy nó tem me nhanh không? Nhìn nó ăn liên tục luôn á. Thật ra là mình có cái X10 timing. Cái X10 timing thì mình để dành để mà video sau mình đi tem me bỏ cả. Đó. Lần này thì thôi, con chike này nó sẽ tem me mà không có X10. Tiện thở là mình sẽ mua luôn cái vòng nha, cái vòng Banarana này. Cái vòng hay nói cho dễ hiểu, đây là cái khăn quàng đỏ. Khăn quàng này nó sẽ tăng 20% speed. Nó tăng speed mặc định nha, nếu như mà cái speed mà anh em cộng thêm vào á, nó sẽ không có tính. Nó chỉ tính cái speed mặc định. Con này là một con Pemale, nên là con này tem ever thì đẻ trứng rất là tốt. Khá là ngon đấy. Ok. Cuộc sống nó đơn giản. Đó, video sau là dấn thân đi hang. Anh em cẩn thận nha. Cái con chike này hiện tại nó đang bị một lỗi timing, đó là nhiều khi là con này nó sẽ bị kiểu như là nó bị tử thần kéo sát. Đó, nhiều khi là con này nó bị kiểu như là nó bị cái con ma nó kéo sát, nên là anh em mà tem me anh em nên căn nhá, bởi vì là con này nó cái lỗi này nó khá là thú vị á. Nói chung đây là một lỗi game nên là mình cũng khá là khó giải thích. Đó, mình nói lại cho anh em mới chơi nhá. Bởi vì đây cũng là những cái tập đầu nên là mình nghĩ là hết cái video này thì những cái video sau mình đi
mình đi tem me, mình đi săn thú, mình đi linh tinh, không có đi kiểu như là đi cày cuốc nữa. Không có đi cày cuốc nữa thì anh em đó, anh em nào mà vừa rồi rồi thì hết tập này là xong. Con chicken này ngon đấy. Cũng được rồi. Nếu như mà con chicken này level 300 mình sẵn sàng bỏ x10 tem mình cộng thêm đó là cái kit bộ mình lấy từ cái bàn ra mình tem luôn. Nhưng mà con này chỉ 230 thôi. Đó. Tem me thì phải tem me max level nó mới phơ. Thế nó mới gọi là dân chơi. Nhưng mà mình hết quả đen rồi. Tiện thở nói luôn là quả màu tím thì nó sẽ là cái loại quả tem me nhanh nhất, còn quả màu trắng nó sẽ giảm turbo, còn quả màu đen thì nó sẽ tăng turbo. Còn quả xanh, quả đỏ, quả vàng thì mấy cái quả đấy thì nó sẽ chứa những cái vật liệu khác như là chứa bình máu này, chứa chứa bia vân vân đó. Nên là anh em cẩn thận nha. Turbo mà mình đang nói là cái độ kiểu như là cái tinh thần á, cái điểm tinh thần. Turbo mà tăng thì nó sẽ xỉu, còn turbo giảm thì nó sẽ trở lại bình thường. Công nhận với anh em là chơi mấy cái con game tiếng Anh này mà muốn hướng dẫn cho người khác là cũng hơi mệt. Nhiều khi mình biết là như này mà nói không biết là anh em hiểu nổi không á. Khá là khó giải thích. Bây giờ chỉ mong là con game này nó ra thêm map mới rồi nó ra cái hỗ trợ tiếng Việt. Tiếng Anh sao mà học được, bây giờ mình còn bận đi làm vân vân. Tiếng Anh thì mình nghĩ là tiếng Anh nó không khó học, nhưng mà vấn đề là không có thời gian nữa. Ai bảo ngày xưa lo chơi hơn là lo học. Rồi. Mình đang có hai con mo chóp, mình nghĩ là hai con này mình cứ thả đi, chừng nào nó bị cái con cá sấu nó đến nó hỏi thăm thì tính sau. Đó, mình tem được 61% rồi. Khá là khó chịu anh em ơi. Buổi trưa cái tô nó bị nóng này, nó sẽ kiểu như nó giãn ra nó nở. Hết luôn. À, ui, vai trưởng ạ. Có anh em thấy không? Thế là cái con chicken này khi mà anh em bỏ cái cà rốt vào nó sẽ tem nhanh hơn nha. Mình để ý là cái cà rốt mặc dù là mình để nó đằng sau cái quả màu đỏ, nhưng mà nó vẫn ưu tiên nó ăn cái quả màu đỏ màu nó ưu tiên nó ăn cái cà rốt trước. Mà con chike nếu như mà anh em tinh mắt thì anh em sẽ thấy là cái xác của nó vừa bị kéo ra xa. Cái này nó là một cái lỗi game nên là anh em chịu thôi, mình không có cách nào để mà mình khắc phục. Mình nghĩ nếu như mà cái lỗi này nó xảy ra thì anh em hãy thử đó là thoát game rồi sớt game lại, vào lại game xem nó có hết chưa. Trời ơi, mỗi lần cộng điểm rồi con Mochop nó nhảy như là cái con gọi là con điên á. 81% rồi, 88 chứ. Rồi. Mình vừa nhà xem trong nhà nó còn khó chịu nhở. Con game này nó bị cái thằng làm game á. Nó cài auto mặc định đó là khi mở túi đồ thì nó sẽ vào cái trang shop ARK, đúng rồi. Khá là khó chịu cái này. Cái này đấy, mình lại bị này. Đó. Cái này nó bị cái thằng làm game á, cái thằng viết game nó cố tình làm như này để mà nó dẫn dụ người chơi, nó dụ người chơi vào trong shop mua, nhưng mà thôi. Cái này thì chịu, game của người ta thì mình cũng ý kiến cái gì, đúng rồi, chơi thôi, kệ nó. Nhiều khi nó cũng khá canh. Mà anh em có cái cách nào mà tắt bỏ cái tự động mở shop ra để anh em bảo mình phát chứ mình thấy nó cũng hơi mượt đấy. Quay thế là con chike level 300 nó tem xong rồi. Con này 3000 nhá, 3150 máu và rồi. Đeo yên đeo vòng vào. Chike quàng khăn đỏ. Con này thì có một chiêu thôi, đó là chiêu hút. Chiêu này mà thông với em gọi là em xinh tươi thì ngon nghẻ. Vãi, hết dung lượng rồi. Con máy mới này của mình có 32GB nên là nó hơi đuối. Ok, có lẽ là mình dừng video ở đây. Thank you anh em nhá. Bye bye anh em. Anh em nhớ like và đăng ký ủng hộ mình nha. Chia sẻ nữa. Bye.